không biết làm bánh da lợn đến giờ ai cũng khen ngon. Mà lại có thằng em cứ mở mồm ra là chê. Bánh gì mà ra như rẻ rách như này? Nhưng mà ăn thử xem có ngon không? Hả? Ngon chị ạ. Nhưng mà cái bánh này làm từ da lợn thật à chị? Riêng cái câu hỏi đấy của nó là tôi bất lực luôn rồi chứ còn gì nữa. Tên nó là bánh da lợn thôi chứ 100% được làm từ bột nha ba ơi. Mà cái bánh này thì làm dễ lắm nha. Không cần lò nướng, không cần nồi chiên không dầu cũng có thể làm được luôn. Mấy bà cứ đong đúng cái tỷ lệ mà tôi ghi trên màn hình là auto sẽ thành công từ lần đầu tiên luôn nha. Phần bột màu xanh thì mình sẽ xay là dứa tươi luôn cho nó thơm. Xong là mấy bà nhớ dây lại một lần cho mi. Để bát bột để qua một bên rồi mình đi làm phần bột màu trắng nhá. Rất là nhiều công thức sẽ không dùng đậu xanh. Mình cũng đã làm thử rồi mà thấy không có đậu xanh nó cứ thiếu thiếu cái gì á. Mà nấu đậu xanh này cũng dễ mà. Tầm 15 phút là đậu xanh sẽ chín nhừ hết ra trên này rồi. Mấy bà cứ chuẩn bị hết các loại bột tôi ghi trên màn hình. Xong là cho lần lượt vào máy xay nhá. Riêng công thức này là tôi đã tự gia giảm để cái phần bánh được mềm dẻo nhất. Nên là chắc chắn sẽ không giống những chỗ khác đâu nha. Nhưng mà đây là công thức cho ra cái phần bánh ngon nhất. Nên là mấy bà chỉ cần làm đúng như trên clip là auto thành công nhá. Giờ thì làm xong hai phần bột của bánh rồi, mình mang bánh đi hấp nữa là ok la nha. Mấy bà đong bao nhiêu cũng được, miễn là dùng một dụng cụ thôi để các lớp bánh được đều nhau nha. Mỗi lớp bánh mình hấp 10 phút sẽ được cái bề mặt bánh chín khô như này. Thì mình sẽ tiếp tục đổ lớp bánh thứ hai vào nha. Đây cứ làm đi làm lại như vậy khoảng chục lần là được một cái bánh da lợn ấy mà. Sau khi đổ hết các lớp bột thì mình sẽ hấp thêm khoảng 15 phút cho cả cái bánh được chín nha. Bánh chín xong thì mình để nguội đợi bánh bớt dính thì mới mang đi cắt nha. Mà tôi khuyên mấy bà hấp cái bánh này nên dùng khuôn silicone. Chứ tôi ngượng ngợi dùng cái khuôn này đến cái lúc lấy bánh ra cứ phải gọi là trầm cảm luôn đấy. Nửa tiếng chật vật lấy bánh thì cũng béo luôn cái khuôn như này rồi. Đây cái bánh da lợn của người ta ngon như này mà ông mới lại kêu là da như thế này. Riêng cái bánh này là cứ phải da như này mới chuẩn nha mấy bà ơi. Thế mà đến bây giờ tôi mới không hiểu. Rõ ràng là đã hứa nếu làm thành công cái bánh mochi Blackpink này thì sẽ phải đặt vé đi xem concert Blackpink cho mình. Thế mà đến phút cuối vẫn bị lật kèo mới đau chứ. Ngon. Thế thì nhớ phải chuẩn bị cho chị một vé VIP đấy nhá. Em thì có tiền. Chị ơi, Blackpink sắp đến Việt Nam rồi, chị đã chuẩn bị gì chưa? Làm gì có tiền mà mua vé, kệ đi. Chị mà làm món gì liên quan đến Blackpink, em đặt vé cho chị luôn. Chốt. Trời ơi, đố cái gì khó hơn được không? Chứ mấy cái liên quan đến idol thì tôi làm chưa đầy 5 phút. Mà đang giữa mùa hè nóng được, mình làm luôn kem mochi ăn cho mát nhá. Trước thì tôi đã làm bánh mochi một lần rồi. Mấy bà cứ áp dụng theo công thức của tôi thì kiểu gì cũng thành công. Nhưng mà hôm nay làm mochi Blackpink nên là mình sẽ thêm chút bột than che cho nó có màu. Mấy bà nhớ lọc bột qua dây cho mịn rồi mang đi hấp khoảng 20 phút nhá. Nhân kem dâu thì mình cho vào khuôn để lát nữa tạo hình bánh cho dễ. Còn bà nào không có khuôn thì múc thẳng kem vào cũng được. Sau khi bột chín thì mình thêm một chút bơ lạc. Mà làm bánh liên quan đến Blackpink thì cái thảm nhào bột nó cũng phải màu hồng với chị. Mấy bà cứ nhào bột đến khi được khối bột dẻo như trên hình là ok nhá. Mình sẽ chia bột thành những phần nhỏ rồi cán đều tay để được một lớp vỏ bánh thật mỏng. Lưu ý là khúc này mấy bà phải để kem thật là lạnh thì lúc gói kem không bị chảy ra và dễ tạo hình. Như cái phần kem hôm nay của mình là vẫn chưa đạt đâu ấy. Giờ thì mình chỉ cần gói bánh lại và cắt bỏ đi phần thừa là đã có một cái bánh kem mochi cực kỳ xinh luôn rồi. Mấy bà để lạnh thêm 30 phút đến 1 tiếng để kem được đông lại thì bánh mochi của mình sẽ ngon hơn nhá. Mấy bà nào fan Blackpink là phải làm luôn bánh này đi nhá. Ngày xưa cứ nghĩ là phải có đám cưới mới được ăn bánh sushi cơ mà giờ biết làm rồi thấy nó dễ thực sự luôn á. Em sắp cưới rồi đấy. Sao? Thì đến lúc em cưới thì sẽ được ăn thoải mái bánh phu thê. Mỗi thế thôi á? Đấy. Đấy là điển hình cho câu nói khi bạn vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải đi lấy chồng á mấy bà. Nghe cái lý do bà mèo bái háo hức trước đám cưới mà tôi cứ xỉn ngang luôn á. Tưởng gì chứ muốn ăn bánh phu thê thì phút mốt là xong, cần gì phải đợi đến tận lúc lấy chồng. Mà cái bánh này thì lại làm dễ nhất trong các loại bánh luôn nhá. Đỗ xanh để làm nhân thì mấy bà ngâm trước nửa tiếng cho ngon. Đỗ chín rồi thì mình mang đi xên cùng với cả dừa nạc. Đến khi nào nhân sệt lại thì mấy bà mang đi nặn thành những viên tròn khoảng 25g một viên nha. Còn về phần làm màu cho bánh thì từ xưa đến giờ các cụ vẫn hay dùng màu từ các loại thực phẩm quen thuộc. Màu đỏ thì mình sẽ dùng màu từ quả gấc, còn màu xanh thì mình sẽ dùng lá dứa nhá. Mà mấy bà có biết vì sao tôi lại nói là bánh này làm dễ nhất trong các loại bánh luôn không? Vì nó chỉ dùng đúng một loại bột duy nhất là bột năng luôn á. Mấy bà cứ cho đúng cái tỷ lệ bột với nước mà tôi ghi trên màn hình thì sẽ không bao giờ lo thất bại đâu nhá. Hai loại màu này thì tỷ lệ pha giống hệt nhau. Mấy bà có thể thêm vani cho thơm hoặc là không cần. Đảo đều bột lên thì mình để bột nghỉ khoảng nửa tiếng. Sau đó là mấy bà kiếm cho tôi một cái chảo chống dính và thêm vào đây một muỗng dầu ăn. Đảo bột ở lửa trung bình đến khi được một cục bột trong lại như này là ok la. Mấy bà chỉ cần đảo giờ sống giờ chín thôi vì lát nữa mình còn hấp lại nữa mà. Xong hai phần bột rồi thì mình đến công đoạn nặn bánh luôn nhá. Cái khuôn dùng để hấp bánh thì mấy bà phết vào đây một ít dầu ăn. Một cái bánh thì mình sẽ lấy khoảng 40g bột là vừa vặn luôn nhá. Cục này thì mấy bà cũng chẳng cần phải nhéo tay lắm đâu. Chỉ cần nặn sao cho cái bánh được kín hết nhân như này là ok nhá. Mấy bà xếp bánh vào nồi rồi mang đi hấp khoảng 15 đến 20 phút. Đến cái lúc này là bột của mình nó đã trong lại rất là đẹp luôn nha. Cuối cùng thì thêm một ít vừng rang và bọc cái bánh lại nữa là ok la. Đến cái khúc này nhìn mấy cái bánh đúng đính là đã muốn ăn lắm rồi đấy. Riêng ăn cái bánh này vào thì đời đời ấm no không lo bị ế luôn nhá. Thế nên nó mới được chọn làm cái loại bánh chuyên để cưới hỏi luôn đấy. Ngon đấy nhỉ? Nhưng mà cứ tưởng phải đợi đến tận năm cưới mình mới được ăn cơ. Chỉ có tự làm bánh sâu ngăn lót tại nhà thì mới được ăn ngập sầu thế này thôi chứ. Sắn một miếng bánh thôi mà ta nói nó thơm điếc cả cái mũi luôn á. Không ăn là hơi bị phí đấy nhá. Em chịu. Đùa cho suy nghĩ đắn đo mãi mới dám mua một quả sầu riêng về làm bánh. Mà làm xong rồi mới tá hỏa ra là ông em không ăn được sầu riêng mới khổ. Kỷ niệm lần đầu ăn sầu riêng là tí ngất nên là cậu ta cũng chả dám thử lại lần nào. Nhưng mà mấy bà team sầu là nhất định phải thử qua món bánh này nha. Làm dễ lắm, tôi làm lần đầu mà thành công mỹ mãn luôn á. Đầu tiên là mình sẽ đi làm vỏ bánh mà người ta vẫn hay gọi là phần crepe á. Thì cũng chỉ cần bột mì, trứng, sữa tươi với cả nước cốt dừa là xong rồi nè. Định lượng chi tiết tôi sẽ ghi trên màn hình luôn nhá. Tôi cho vào đây vài giọt màu thực phẩm cho bánh có màu đẹp. Mấy bà không kiếm được màu như tôi thì dùng lá dứa xay cũng ok nhá. Quấy bột đều lên rồi cho bột nghỉ 15 đến 20 phút là mang đi tráng bánh được rồi. Để tráng được một lớp bánh xuất sắc như này thì mấy bà cũng phải lưu ý một tí đấy nhá. Mấy bà phải chọn cái chảo chống dính tốt. Để lửa nhỏ đến khi chảo đủ độ nóng thì mới bắt đầu tráng bánh. Mình sẽ dàn đều một lớp bột quanh chảo như này rồi để khoảng 10 giây là ok rồi nhá. Yên tâm là mấy bà cứ phải làm hỏng vài cái thì mới được cái đĩa bánh như này. Riêng phần kem tươi thì chỉ cần đánh whipping cream với đường là đã siêu ngon rồi nhá. Nhưng mà nếu nhà không có máy đánh trứng thì mấy bà cứ đánh bằng tay cũng ok la nhá. Đang đánh được một nửa thì cái máy nó hỏng ngang nên là tôi phải tự đánh bằng tay mà ai ngờ
kem vẫn bông đều, không có thua gì máy hết á. Đây, nguyên liệu chỉ cần đúng mấy thứ như này thôi. Bà nào mà không ăn được sầu riêng thì chỉ cần bánh và kem là đủ. Giờ đến phần làm bánh thì còn dễ hơn cả ăn kẹo luôn á. Mình cứ xếp lần lượt một lớp vỏ bánh rồi đến một lớp sầu riêng, rồi lại tiếp tục là một lớp vỏ bánh và một lớp kem. Bà nào mà thích ăn nhiều sầu riêng thì khúc này cứ cho mạnh tay vào nhá. Mấy bà cứ xếp khoảng chục lớp là được cái bánh như này rồi. Chứ có ai rảnh đâu mà xếp đến cả ngàn lớp. Trời ơi, giờ chỉ cần bổ cái bánh ra thôi là mấy bà đã cảm thấy mờ mê chưa ạ? Riêng cái bánh này cứ phải gọi là thơm điếc mũi luôn á. Làm cái gì mà mùi kinh thế? Nhìn thế này thôi nhưng mà chưa chắc hai người đã ăn nổi cái mẹt bánh trắng cuốn dài 2 mét này đâu. Thế mà thằng em tôi nó còn đòi ăn bánh trắng cuốn 20 mét à? Ăn hết đi em. 2 mét còn ăn mãi cả hết thì làm sao em ăn được 20 mét? Có chơi có chịu em ơi, ăn cho bằng hết nhá. Tự dưng cuối tuần rảnh rảnh không có việc gì làm, ai chị em lại bày đặt thử thách làm bánh trắng cuốn dài 2 mét chứ nhỉ? Tưởng gì chứ làm cái này thì đơn giản. Mấy bà cứ làm theo cái cách của tôi thì kể cả có 20 mét mình cũng cuốn được luôn. Còn về topping thì nhà có gì thì mình dùng lấy thôi. Chủ yếu vẫn là mấy cái nguyên liệu cơ bản. Nhưng mà nhất định không được thiếu xoài xanh với rau răm đâu nha. Mấy bà mà không biết chuẩn bị gì thì cứ làm full topping giống tôi ăn nó đã. Chuẩn bị nguyên liệu xong rồi thì mình đi nấu phần nước sốt để lát nữa chấm bánh tráng nhá. Clip trước tôi đã hướng dẫn làm sốt me rồi. Nên là hôm nay hướng dẫn nốt cái sốt tác cho nó đủ bộ. Cứ làm theo công thức tôi ghi trên màn hình thì auto sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Xong xuôi rồi thì mình đi cuốn bánh thôi. Đầu tiên là bánh tráng mình sẽ xịt nước để bánh có độ mềm và dính được các tấm bánh lại với nhau. Tiếp đến thì mình sẽ cho lần lượt các loại topping mình đã chuẩn bị lên nhá. Tôi cho tùm lum hết vào nhưng mà đừng có quên nha. Vì lần nào tôi làm bánh tráng cuốn cũng bị quên cái nọ rồi bỏ sót cái kia. À mấy bà phải nhớ cho cả hành phi nữa thì vị nó mới ngon. Còn cách cuộn thì nó cũng chỉ khác khác một tí thôi. Mấy bà cứ cập xéo cái bánh tráng lại như này rồi cứ cuộn đều tay lần lượt từ đầu đến cuối thì đừng nói là 2 mét, kể cả có 20 mét thì mình cũng cuộn được luôn. Thế nhưng mà lưu ý là cuộn ngắn ngắn thôi nha. Chứ cuộn nhiều quá là cả nhà ăn không có nổi. Chấm thử một miếng bánh tráng và cái sốt tác cho mấy bà nhìn xem đã mê chưa. Làm cái gì mà gọi mãi không tan vậy? Em cay quá chị ạ. Em chơi mãi không cần ở bàn 2 thế này. Ừ sao ấy, tưởng gì game mình dễ. Dễ thì chị thử đi. Thế nếu mà tao chơi qua màn thì làm sao? Nếu mà chị chơi thắng ấy thì em sẽ ăn hết cái bánh tráng 20 mét. Nhà còn thừa nhiều công nguội quá mà không biết làm gì thì hôm nay phải thử làm ngay bánh cuốn nóng nhá. Thành phẩm thì cực kỳ mềm dẻo mà cái nhân thì lại ăn đứt bánh cuốn bên ngoài. Chị nấu xong rồi à? Hết rồi. Ui. Mày làm cái gì vậy? Tí em đói, tìm cả nhà nguội công nguội. Ăn cơm nguội làm gì? Đợi chị 5 phút. Thì chị làm đi, biến thay cái quần. Đây có thằng em đã yêu bóng vía rồi là còn hay dậy ăn đêm. Thôi mà không phát hiện ra là hôm nay cũng bay mất nồi cơm nguội rồi đấy. Thôi thì lướt lên on TikTok 3 năm mới tìm được công thức này thì phải thử làm luôn. Tính ra thì cũng chỉ cần nửa bát cơm mang đi xay nhuyễn, rồi thêm bột gạo và bột năng như công thức mình ghi trên màn hình. Sau đó thêm 2 muỗng dầu ăn và 900ml nước, quấy đều lên và mang đi xay lại một lượt để lọc được những hạt cơm mà lúc nãy máy xay không xay hết. Giờ thì mấy bà để bột nghỉ trong 15 phút rồi mới mang đi làm bánh cuốn nhá. Trong thời gian đấy thì mình sẽ đi làm phần nhân để lát nữa cho vào bánh cuốn. Nói chung là chỉ có tự làm bánh cuốn ở nhà thì mới được ăn nhân chất lượng thôi. Chứ ra quán thì lèo tèo có tí chả cảm nhận được gì. Mấy bà thì ăn nhân gì thì cứ cho cái đấy. Hôm nay thì tôi chỉ làm nhân từ thịt băm và mọc nhĩ thôi. Nhưng mà cứ xào chín lên rồi thêm tí hành lá là cũng ngon bá cháy đấy. Và một phần rất là quan trọng của món bánh cuốn này chính là nước chấm. Bà nào mà vẫn chưa biết cách pha nước chấm bánh cuốn ngon thì phải lưu ngay công thức của tôi về nhá. Đến cái công đoạn làm bánh cuốn thì mấy bà cứ làm đơn giản thôi. Không cần phải làm sổng hấp cầu kỳ đâu, cứ mang cái chảo chống dính của mẹ ra đây. Cứ làm giống tôi thì vừa nhanh vừa tiện. Mà muốn ăn lúc nào thì làm luôn lúc đấy. Đảm bảo bánh của mình vẫn chín mềm dẻo luôn. Mấy bà tráng qua một lớp bột mỏng. Rồi để tầm 5-10 giây là bánh đã chín luôn rồi. Cái này thì của nhà chồng được, mấy bà cho nhiều nhân vào ăn cho thoải mái. Nhân thì cũng đẫm rồi đấy, nhưng mà vẫn cứ phải bon ớt thêm tí chả. Với cả thêm chút hành khô thì nó mới chuẩn bài. Bánh cuốn thôi. Ủa, thay quần gì lâu thế nhỉ? Khoan thử nhá.